Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Katrina từ cuộc sống Pháp. Đây là đồng quê ở chỗ Dung ở đó cô chú anh chị. Năm nay là một màu xanh ngắt luôn, lúa mì trúng mùa lắm. Có chỗ thì chín rồi. Để coi Dung canh canh ngày nào đó mình người ta thu hoạch đó cô chú anh chị thì mình đi quay rồi người ta trồng bắp nữa. Mà ngộ lắm, đất ở cái vùng này thì nó đỏ cô chú anh chị. Đây là cái người đi tiếp thị các sản phẩm như nước rửa chén, rồi nước diệt khuẩn cho đồ inox, cho máy chiên chả giò, rồi bàn các loại đồ inox, rồi khi mà bán luôn cả máy hút bụi, đồ máy rửa chén đồ này kia là đầy đủ hết đó cô chú anh chị. Dung lấy canh này là từ hồi lúc mà mình mở nhà hàng tới giờ. Hôm nay Dung vào bếp, Dung làm món cánh gà sốt bơ tỏi cho con Dung ăn trưa. Món này rất là ngon bởi vì các con rất là thích ăn gà ở KFC, nhưng mà mình không có thời gian đưa các con đi thì ở nhà mình làm giả giả đó, thì nó nói là mẹ ơi ăn như vậy cũng giống như ở KFC rồi. Dung làm gà thì Dung chỉ lăn bột khô thôi, chứ mình không có lăn bột ướt. Muốn ngon nữa thì mình nhúng qua sữa rồi nhúng qua bột ướt nữa cô chú anh chị, thì chiên cái cánh gà nó sẽ mềm và giòn hơn. Mình lăn cánh gà, xóc cánh gà ở trong bột với muối và tiêu rất là đơn giản thôi. Dung múc lại một chút xíu dầu chiên gà để Dung làm nước sốt, mà tại nó có cái cặn bột đó cô chú anh chị cho nên là nó hơi cháy rồi. Mình cho thêm tỏi, Louis nó không có thích ăn tỏi bầm đâu cho nên là Dung cho tỏi đập đập như vậy nè, thì một lát các con lựa ra. Bây giờ Dung cho bơ vào, Dung đánh tan ra. Sau khi bơ chuẩn bị tan thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu nước tương. Bơ, tỏi và nước tương thôi cô chú anh chị ơi, rất là đơn giản luôn á. Cô chú anh chị xài cái loại nước tương mà mặn á, thì thêm một dặn thêm tí xíu đường nha. Dung cho thêm một chút xíu chanh cho nó không có bị khét. Bây giờ Dung sẽ cho cánh gà vào và Dung đảo khô. Vậy là đã xong rồi. Dung hay đi chợ mình mua cánh gà một hộp như vậy nè cô chú anh chị. Về cho các con đùi gà lúc gài kiếm những cái đùi dân dân nhỏ nhỏ khó quá, toàn là đùi bự không à. Đùi bự làm thì các con nó không thích lắm cho nên là Dung mua cánh này. Cái phần cánh thì ăn cũng có thịt cũng rất là ngon. Dung nấu đồ ăn thì cho các con Dung ăn, nội đổi thực đơn cho tụi nó không mà cũng đau đầu nữa đó cô chú anh chị. Đi học về là cứ mẹ ơi ăn cái gì, tối nay ăn cái gì, ở nhà thì trưa nay ăn cái gì với mẹ. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Et m'a dit si je vous vous des visites, il recoupe la clé demain et on va visiter. Tu me l'as fait voir celui-là? Oui, mais ce qui est joli là. Ah. Qui juste à tout neuf là tu sais, ouais. Et mais à la première étage, j'ai rendez-vous à cinquième étage à mardi 13h. Chủ nhật thì gia đình Dung sẽ đi Tây Ban Nha. Còn Dung xin cô giáo cho các con nghỉ học một ngày. Mình đi rồi mình về, chứ trong về trong ngày thì hơi mệt. Cô chú anh chị, rồi cô giáo chuẩn bị bài các con đem theo đó, lúc rài cũng sắp nghỉ hè rồi cho nên là cô giáo nó cũng không còn nhiều bài nữa, chủ yếu là nó đi chơi nhiều. Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Dung bữa nay Dung làm cánh gà sốt bơ tỏi đó cô chú anh chị. Mùa nắng lên rồi mở cửa sổ ra cái là rùi không à. Dung ơi mời cô chú anh chị và các bạn ăn trưa với gia đình Dung nhé. Oui, madame, em không âm khi Dung xin trả lời chứ cô chú anh chị, nhiều cô bạn hỏi bên Facebook, hỏi bên YouTube, tại vì thấy chị Mít qua nhà chị Mai đó,
Mà nói sao mà Dung chơi với chị Mai mà không có Dung với cô chú anh chị. Thì thật ra là lần này qua thì chị Mít đi rất là ngắn ngày. Cái thứ nhất mà đụng cái ngay cái kỳ mà gia đình Dung không có đi được cô chú anh chị, bắt đầu từ tháng 6 là bắt đầu mình không có lên kế hoạch nghỉ hè. Đó, không có đi đâu được, ai tới vừa Dung chơi thì Dung tiếp được thôi, nhưng mà Dung không có đi đâu được hết á. Thì chị Mít qua từ nhà chị Mít xuống nhà chị Mai là 700 cây rồi. Dung có rủ chị Mít xuống nhà Dung, nhưng mà chị Mít nói là đi thêm một khoảng 500 cây nữa, là 1.000 mấy lận đi cả về, rất là mệt. Thì chị Mít với chị Mai á, là đi qua Dung thì Dung biết nhà chị Mai rồi, nhưng mà chị Mít á, thì chị Mít chưa có biết. Nhưng mà chị Mít nói là ở gần nhà chị Mai thì đi gặp chị Mai trước, mai mốt có dịp thì Dung qua nhà chị Mít, hoặc là chị Mít xuống nhà Dung chơi, hoặc là hai chị xuống luôn cũng được. Mình tại vì có nhà hàng đó cô chú anh chị, rồi cái là tới mùa bán là Dung kẹt, là Dung không có đi đâu, không có nghỉ hè luôn nữa. Rồi hai chị Mai với chị Mít á, là định giới thiệu Kevin cho em mẹ. Cho nên là mình thì mình cũng có con gái, không gặp được chị Đại cũng buồn của chú anh chị. Mẹ ăn tay đó. Nhầm nhầm. Muốn sao? Cánh gà làm gì nè cô chú anh chị, đơn giản mà ngon lắm. Cho xíu nước tương thôi, không có gì cho, với bơ với tỏi thôi. Thì xem nữa. Xem đi, không nước tương. Dung ngày nào Dung cũng coi ở trên trang web bán nhà ở Tây Ban Nha. Mình đi gần mình coi nhà của chú anh chị coi, còn mà có mua được hay không là chưa biết nha, chứ không phải mình đợi mình khoe mua nhà này kia, mình cứ đi coi thôi cô chú anh chị. Còn được cái nhà mình ưng ý á, là cái, còn một cái nhà mà vừa túi tiền với mình nữa là cái thứ hai. Rồi Dung hạn là 15 căn để xem đó cô chú anh chị, trong vòng 3 ngày chủ nhật, thứ hai và thứ ba họ làm việc luôn ngày chủ nhật á, là 15 căn cô chú anh chị. Thì trước khi mà mình đi qua Tây Ban Nha thì họ điện lại cho mình là đã có hết 15 căn, bây giờ còn 9 căn, là hết 6 căn đã bán, vừa mới bán xong luôn. Tại vì cái ngày thứ bảy cuối tuần á, là người ta đi qua người ta coi, mà những cái người mà bị ý đồ này kia đó cô chú anh chị, người ta rất là giàu. Người ta mua nhà cái là người ta bỏ cọc, người ta chồng tiền luôn á. Người vậy người ta mua vàng người ta không dòm giá, mà còn mình cái kiểu như giống như cô chú anh chị nói đó, thùng rỗng kêu to. Nên là mình cứ hẹn mình đi coi thôi, còn mua hay không đó là một cái vấn đề khác. Moi là comme on a le cerveau. Vous nourrir. Zos. C'est pour ça qu'il faut manger et dormir comme il faut. Dung là Dung hú có giàu có gì nha cô chú anh chị. Trời ơi, nhiều người á, thấy thấy ham lắm, người ta nhà lầu xe hơi biệt thự hạt xoàn người ta đập cục cục luôn, mà mình chả có gì hết á. Mà Dung mà bán nhà hàng thôi, nhưng mà nhà hàng thì hả, hồi đó thì Dung bỏ vốn vô nhiều dữ lắm cô chú anh chị ơi, rồi Dung mới sửa lại phía sau này để mình ở nữa. Vợ chồng mình chưa có nhà cửa ổn định mà. Viens chez Mai, Ouais. nous ils viennent pas. C'est ça, ouais. Ouais, mais on travaille. Ouais. Ouais, bon temps, ouais. Ouais. Dung mới của chú anh chị, Dung với chị Mai với chị Mít đó là chơi chung. Mấy chị em chơi chung mấy năm nay rồi cô chú anh chị, tại vì trên YouTube có nhiều khi không có đi coi kênh của nhau thôi, nhưng mà chị em là nói chuyện hàng 80 giá. Thì nhiều bạn hỏi Dung á, là chúng mình chỉ là mettez où dans le réfrigérateur.
nhiều nhiều fan hỏi Dung á là sao mà chị biết qua mai mà không có thấy Dung á. Chị biết chị biết chưa là quá giận nhiều của chú anh chị mấy chị em ngày nắng nói chuyện á. Chị biết cái xíu cái cấp xí sao? Chị miết ở nhà chị Mai á. Nhưng mà chiều mấy mà ngày bằng ngày mấy chị đi chơi mà chiều tối về là bắt đầu mấy chị em ngồi nói chuyện 11 12 giờ đêm mẹ của chú. À, mà tại vì Dung á là chị miết qua chị Mai là không có ngay kỳ nghỉ của Dung. Với lại mình mất làm nữa. Rồi cuối tuần này thì Dung đi Tây Ban Nha rồi cho nên là đụng lịch trình á mình đi về thì rất là mệt, với lại chị miết qua chị Mai ngắn ngày lắm. Nên là đi mà nó cũng được. Tạm biệt cái mặt của chú. Người ta sớm lắm cô ạ. Xin chào, đi biết. Cho nên là Dung hẹn chị là dịp khác. Xin chào mặt của chú. Cho mặt của chú đăng ký kênh đi. Xin chào mặt của chú đăng ký kênh. Làm ơn đăng ký kênh. Làm ơn mặt của chú đăng ký kênh. Làm ơn đăng ký kênh. Chứ mà ba chị em gặp là vui lắm á cô chú anh chị. Mà hẹn không được nhà chị Mai thì mới có hẹn ở Việt Nam. Có dịp về ba chị em về cùng á. Chơi cho vui luôn. Trái đất tròn mà cô chú anh chị. Nay không gặp được thì lần sau. Chị từ chị mít xuống Dung là tới là 1200 cây rồi. Hơn. Cho nên là chị đi xe chị mệt lắm. Dung mới kêu chị mít đó là chị muốn xuống em á thì chị đi đi máy bay xuống Toulouse đi rồi Dung ra luôn đó. Ở nhà Dung chơi luôn. Còn hãy máy thì Dung lên nhà chị mít. Với lại anh đi không có nghỉ làm lâu được đó của chú anh chị nên là phải lái xe về. Lần sau. Là phần là không có phiền. Cái món này làm rất là đơn giản nhưng mà các con Dung rất là thích. Louis mê lắm. À, là Louis ăn là khí thế luôn nha cô chú anh chị. Còn Sáu là ăn là nó sợ dưa tay cho nên là Dung chỉ cắt cái phần ở trên cánh ngay cái vai cho Sáu thôi, còn cái phần ở dưới là nó không có ăn. Dung ăn cánh gà Dung khoái cắn cái sụn đầu trên này cô chú anh chị, nó giòn giòn. Dung với chị Mai với chị Mít là quen hồi xưa là trên YouTube. Xong rồi cái ba chị em coi video của nhau đó cô chú anh chị, xong cái bình luận cứ bình luận qua bình luận lại coi qua coi lại á, xong rồi cái nói chuyện với nhau hợp ý nhau cái là chơi với nhau tới giờ luôn á. Mà mấy chị em mình chơi là không có để ý là kiểu như hợp tánh nhau thôi chứ không có để ý là giàu nghèo hay này kia. Mà Dung á, là Dung không có có bằng được hai chị kia nha cô chú anh chị. Hai chị kia là mình hay gọi giỡn giỡn là hai chị đại đó. Chị Mít á, chị rất là bình dân, chị rất là giản dị luôn. Nhưng mà chị ấy rất là khá giả nha cô chú anh chị. Chứ không phải tại thấy vậy là chị ấy nghèo, không có đâu. Chị Mít rất rất là khấm khá. Dung chia sẻ một cái tin vui cho cô chú anh chị. Dung mới xào mất gừng không lâu đây nè cô chú anh chị, nhưng mà hết rồi. Hết trơn luôn rồi đó. Tối hôm qua cái còn dư đâu một hộp vậy chừng 1 kg à. Ông khách ổng nói là ở chủ nhật này nhà ổng mời bạn mà ổng mê cực kỳ mê cái món mơ gừng nhà Dung nha cô chú anh chị. Mỗi lần tới là đều mua đem về một hộp hai hộp vậy đó. Ổng nói ăn buổi tối á, ăn sau khi ăn cơm á đi ngủ nó ấm bụng mình nó tiêu dễ tiêu nữa cho nên là ổng thích lắm. Mà cái vị khách của Dung là lớn tuổi rồi nha cô chú anh chị. À, thì ông nói là bây giờ mày vô hộp cho tao 1 kg đó. Tại ngày mai ông mời cơm bạn đó nên là cho mọi người thử. Dung còn có một hộp gì về chừng 1 kg chứ gì của chú chỉ mấy à. Rồi Dung bán luôn. Là coi như giờ hết mất gừng rồi đó. Giờ mà khách mà hỏi ngày tối nay không có mất gừng bán luôn. Làm mà rất là cực nha cô chú anh chị. Ngán nhất là một cái là gọt gừng giết sắt gừng á. Tạm biệt con ba cô chú. Tạm biệt ba cô chú hả?
Đào. T'as mis quoi dedans? T'as mis des oignons? T'as mis au Louis Hermfeng? Arrête! T'as mis en bas? T'aimes pas ou quoi? Prends mes fausses là. T'as mis ton pomme? Hein? T'as mis, t'as rien manqué? Voilà. Dur. On s'en fout. On dit c'est pas dur, c'est cousu, hein. Non. Ouais, c'est cousu. Maman. Je l'ai bien, mais c'est trop dur, regarde. Oh. Là, tu fais que je mets là. T'es un pépin, quoi. Là, il faut l'amener. Alors, assis-là, mange comme il faut. Et maman va travailler. Hein? Dung cũng xin những cái video tại đây. Và Dung xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều để dành thời gian ăn cơm cùng với gia đình Dung nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Tạm biệt con bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Bảy. Xin chào bà cô chú. Không phải. Tắm. Tắm rồi mình đi tắm. Tạm biệt. Con biết con bà cô chú. Luôn nó ăn nhiều lắm cô chú anh chị ơi, mà nó không mập á, ốm lòi xương sườn luôn á, không biết là nó có bị bệnh lạ có lãi không, không biết nữa. Hello, tu vas la ver solitaire? Tu vois la ver solitaire? Il y a des vers de terre partout. Cái tới tuổi rồi đó cô chú anh chị, để Dung cho nó đi bác sĩ nhi. Người ta mà mình ta cái tụ to cho nó đi sổ đi. Abonnez-vous et vous serez un vrai chef cuistot. Abonnez-vous, là tiếng gì ça? Vous vous abonnez, si qui s'abonne pas, obligé vous me payer 10 000 dollars. Abonnez, là tiếng gì ça? Đăng ký kênh. Làm ơn, đăng ký kênh. Làm ơn, đăng ký kênh. Mais c'est pour de faux. Pour 10 000 dollars. Moi, je dis pour de vrai. Oh my god! Non, non, comme il faut. Allez, blend de nourriture là.